gì đâu. Anh em mình chơi cá cái 100 ngàn nè. Nếu mà tháo gần nhôm thì cái em đưa anh 100 ngàn. Ấy lộn. Tháo gà đồng em thua 100, còn nhôm thì em lấy cái quạt thôi. Chơi không? Giờ chơi vui với đi. Tháo gà đồng em đưa 100, nhôm em lấy cái quạt thôi. Nhôm có đồng, hiểu không? Cầm lên cái là biết liền rồi ơi. Nó hay trời gì. 25 ngàn. Nó thiệt chứ, nó giỡn, nó thiệt á. Tháo ra giờ cho anh cạo tại chỗ. Nhôm luôn. Nhôm hết không? Còn mấy cây này nhôm hả? Nhôm hết. Trừ khi mà Senko vi phá, anh mua thừa, lộn anh mua thừa anh biết mà. Anh có tiền lẻ hả? Lẻ không? Có lẻ chẳng. Ông mua thường không còn biết rõ hơn tôi nữa mà không giới bộ hoài. Cầm là biết nào nhơn đồng gì. Tiền lẻ. Thôi. Hay gì ông ơi, nhìn là biết rồi mà. Cầm lên cái quạt nha Hiều à. Chào các bạn nha. À, thì hồi nãy các bạn thấy không, có anh ve chai đó nói cây quạt cuộn đồng, nhưng mà mình nói anh cây quạt này cũng nhôm. Nói vui cá ảnh 100 ngàn vậy thôi. Nếu mà thua được anh 100 ngàn mà đang lấy cây quạt thôi, nhưng mà nói chung là mình này mình nói vui thôi chứ. Người ta đi mua ve chai mà mình cũng công nghiệp người ta nên nó mình đùa giỡn chút thôi. Mấy anh cứ thảy đồ cho mình hoài, rồi giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái quạt ra coi nó là nhôm hay là đồng các bạn, hay là nó bị hư cái gì. Đây. Mình sẽ tiến hành mình tháo cái mình xem thử. Cái quạt này nó cũ quá rồi, nó bể hết trơn, mình không bình lên như quạt bình lên như quạt mới rồi. Về clip trước mình cho các bạn xem nhé. Bên này sẽ lấy linh kiện đó. Quạt này cái con dây nó còn ở đây. Đây các bạn nhìn con dây này, nhìn đi rồi mình không tháo ra chứ mình nhìn mình cầm lên là mình nó quá nhẹ đi, mình biết nhôm chắc rồi. Thì nhiệt cực cứng bạc luôn rồi. Rồi giờ mình làm gì đây? Mình lấy được gì đây? Mình tháo dưới cái nắp dưới ra. Rồi mình đo thử coi con dây. Thì dây nhôm thì mình cũng có thể thay cho số quạt. Số quạt nhỏ thì cái cây cũng tương đối rộng. Để được thời gian. Còn nếu mà thường những cái cuộn dây mình thay là những con dây đồng đó rồi. Dây nhôm này là bỏ. Hai thì hai những quạt, quạt nhỏ thôi, giống như bốn quạt nhỏ mà các bạn mua ngoài hai clip trước mua bốn quạt nhỏ 100 ngàn đấy, đâu lấy được nữa. Này mình cũng lấy đồng hồ mình đo thử rồi chở tháng nó còn không. Đứt thì đứt thì thôi, quạt này mua 25 ngàn mà. Nãy các bạn thấy đây 103 rồi, này thì con nhôm nó vẫn còn, số con nhôm thì vẫn còn đó, 759 650 này khoảng 560 rồi. Cái quạt này thì nó là con nhôm nhưng mà nó còn, nhưng mà còn ok, mình cắt đi để lấy được cái sợi dây nữa. 25 ngàn, nhưng mà các bạn thấy bây giờ mình sẽ thay lấy đồ cho mình xem. Mua dây chai nhé. Nãy cho anh dây chai. Kêu anh cá tháo ra mà cạo ra thì là nhớ mua con đồng. Cho vui thôi nhé các bạn. Chẳng anh dây chai nào mà đi cá cả.
Thì giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ lấy luôn cái dây. Còn cái này bạc cái trục nó bị nghẹt, nó không lấy gì được nữa. Cái tức năng, tức năng này cũng hư luôn, cứng luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu hay các bạn nhớ đăng ký kênh để share cho mọi người biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.